Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là sáng sớm có mưa rào nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 30 đến 32 độ, còn độ ẩm dao động phổ biến từ 77 đến 87%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết phổ biến là chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nền nhiệt độ và độ ẩm ít có sự thay đổi. Thời tiết trên khu vực tỉnh tiếp tục có nắng nóng cục bộ và dự báo sẽ kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 7. Nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do đó, người dân cần chủ động các biện pháp để bảo vệ sức khỏe. Còn bây giờ thì bản tin sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ. Và vùng đồng bằng, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 34 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.